SCTV6, phim 360, phim mới trên toàn thế giới. Bạn gì ơi? Dạ vâng ạ, anh gọi em ạ. Đằng sau của bạn có con sâu á. Em sợ sâu lắm, anh bỏ ra hộ em được không ạ? Cô gặp biến thái đi. Cô nói cái gì? Anh không phải sao sợ tôi chứ nữa. Thả tôi đã. Này cô kia, tôi có ý tốt cứu cô, mà cô bảo tôi sàm sỡ cô à? Hả? Đã biết hả? Làm gì sao? Đúng là làm ơn mắc oán. Nhìn gì mà nhìn? Tôi không phải là biến thái nhá. Chuyển đến phòng bà ấy là cái đứa khùng khùng điên điên này à? Cái gì? Cái thằng này mà là bạn của chị á? Mà này, chuyện là sao đấy? Chị đâu biết mất hắn lúc này ở đây về xem mình sáng giờ ấy phải một bàn tháng rồi tê. Này con bé kia, ăn nói cho cẩn thận vào đấy, đừng có gắp lửa bỏ tay người. Ai sàm sỡ cô? Hà Vi, nghe theo rõ nha. Đây là thằng bạn thân của tao từ hồi cấp 2 đến giờ. Biến thái đâu mà biến thái.
nó như nào tao phải rõ nhất chứ. Có mày bị thần kinh ấy. Thật là nó biến thái đấy chứ mày tin em. Imo. Tôi nghĩ cô là người đi bệnh viện tâm thần là vừa đấy. Tôi bỏ đi bà ơi. Từ giờ tôi không bao giờ tôi bước chân vào cái phòng của bà nữa. Này. Này Quân, chờ đã. Quân, chờ đã. Bà còn chạy ra đây làm cái gì nữa? Thì bây giờ tôi phải đuổi theo ông chứ. Ông cứ đùng đùng bỏ đi như thế. Lơ. Ông sát hại người vô tội thì sao? Tôi phải đi xem ông thế nào chứ. Này, nếu mà tôi cái máu đó ấy, thì lúc nãy tôi đã ra tay với con bé kia rồi. Đúng là 21 năm trên đời chưa gặp ca nào khó đỡ như ca này. Con bé này hình như có vấn đề về thần kinh. Sao tự dưng lại tuyển ở đâu cái con bé hâm hấp dở hơi thế kia? Ừ thì nó muốn ở cùng tôi chứ tôi có muốn ở cùng nó đâu. Mà sao tự dưng nó lại đòi ở với bà vậy? Ông nhớ cái vụ biến thái lúc trước tôi kể ông không? Nó bảo là ở một mình nó sợ gặp biến thái quay lại tìm. Thế nên là nó mới sang ở với tôi. Nó bảo: chị ơi, phải ở cùng chị em mới đỡ sợ. Chị đúng là vị cứu tinh của lòng em á. Nghe như chuyện tình bách hợp ấy nhỉ? À, cẩn thận nó thích bà đấy. À mà không chừng đấy là gu của bà. Nói tôi mới nhớ nhá, tôi chơi với bà bao nhiêu lâu nay tôi chưa thấy bà yêu một thằng con trai nào cả. Phong cách ăn mặc này, tóc tai này, có khác gì thằng con trai đâu. Hay là... Đủ rồi nha, tôi thẳng đuồn đuột đó. Này, thì khai thật đi, từ xưa đến nay đã rung động với thằng con trai nào chưa? Rồi. Thật á? Ai đây? Nói cho tôi biết xem nào. Giấu gì như kiểu mèo giấu xít thế. Đùa thôi. Thế tôi ý, chỉ có mới lọt vào mắt xanh của tôi thôi. Bà đúng là con ma hám tiền. Rồi có một lúc nào đó bà sẽ chết vì tiền thôi. Hám tiền thì sao? Đừng để đến lúc tôi có tiền rồi á. Ông đừng có mặt. Cái đầu hay cái tổ quạ đấy kìa. Đầu toàn rác đây này. Cẩn thận chi nó làm tổ trên đầu bà đấy. Có mà làm tổ trên não không thì có ấy. Ai rửa? Chị xả nào. Phải thằng bữa nữa, thằng khác mà lại có là bạn của chị Linh Sáng mới sơ chứ. Bạn chị Linh Sáng hả? Tôi tưởng sáng đây an toàn, ai ngờ đánh vào dưa gặp vào dưa. Vậy hắn có làm gì bà không? Nó nhưng mà thôi chuyện dài lắm. Thôi bà khóa cái cửa vừa đi, tôi đi tắm lắm. Alo. Vậy hả? Bà đợi tôi xíu, tôi qua ngay nha. Xin tòa ai đây hả? Ê, chờ đã. Alo.
Bây giờ á? Đến đầu ngõ nhà em rồi á? Bó tay luôn. Xong gọi ngay từ chiều. Thôi được rồi, em đang về, chờ tí nhá. Này, bây giờ tôi có việc phải về quê bây giờ. Bà chị họ tôi chờ rồi. Ê, có gì về sớm nhá. Lần sau có lại nhá, về sớm đi. Bye bye nhá. À mà này, bà về quê bao giờ bà lên đây? Chết rồi, điện thoại quên nhà con bé kia rồi. Không muốn gặp con bé kia một tí nào nữa. Này, tôi để lên điện thoại nhá. Này, có ai ở nhà không đấy? Rõ ràng mình để cái ba này mà. Sáng vừa ní, bác cao đi nhớ. Tôi xin cô đấy, cô đừng la nữa. Tôi biết bây giờ tôi nói gì cô cũng không tin tôi đâu. Nhưng mà thực sự luôn là tôi qua đây để lấy điện thoại. Và tôi thấy cửa không khóa thì tôi mới vào. Tôi đi ngay bây giờ đây,